JK Audio. Nghe chưa đủ, thấy xác tin. Vâng, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh YouTube JK Audio. Vâng, hôm nay bên em thông báo đến các bác là bên em vừa về được một lô loa Party House. Vâng, đây là dòng bãi xịn luôn ạ. Vâng, bên em vừa nhập về được có 3 đôi thôi ạ. Vâng, đây là dòng loa Party House Bass 30, mã là PA12. Vâng, bên em vừa về xong, các bác nhận lóng hổ luôn ạ. Nguyên zin luôn ạ. Vâng, có những đôi hơi sức tí, hơi sức một chút xíu đây ạ. Vâng, đây các bác nhìn, đây là hình thức về bên ngoài thì cũng còn khá là đẹp. Cái này chỉ cần lau đi thôi, em vừa về xong chưa dọn đâu ạ. Cơ bản nhất là hàng vẫn còn nguyên zin, chưa sửa chữa, chưa thay gân, chưa làm gì cả. Vâng, vẫn còn bụi bặm lắm ạ. Nhưng về cái chất lượng thì thôi rồi ạ. Vâng. Vâng, em đang chạy luôn đấy ạ, đang chạy luôn với cái Emily Video 9702. Vâng, em chỉ có 3 đô thôi ạ. Chứ không có nhiều các bác chọn lựa đâu ạ. Vâng, các bác hãy nhanh tay nhá. Vâng, em up lên tí nữa là các bác sẽ cập nhật được đấy ạ. Đây, bát 30. Đem quay đằng sau ra tí ạ. Đây, hàng nguyên zin luôn ạ. Vâng, Party House AP12. Vâng, công suất là 300W, trở kháng 8 ohm và độ nhạy tín hiệu là 92 dB. Vâng, từ những cái tem mác vẫn còn đấy ạ. Cả series Party House hơi mờ một chút xíu. Đây là vế AR. Vâng, bao zin luôn cho các bác nhé. Party House này các bác săn lùng rất là nhiều đấy ạ. Vâng, đợt vừa rồi JK Audio cũng nghe khá nhiều về cái dòng loa Party House mà bên em không nhập được, thì bây giờ bên em đã về được 3 đôi đấy ạ. Vâng, thì đây là cái đây ạ. Đây phía trong đấy ạ. Vâng, khóa từ rất là zin. Khóa từ đấy ạ. Rất là dày, từ khá là to đấy ạ. Em đảm bảo các bác đây là hàng nguyên zin nhé, hàng của Mỹ luôn đấy ạ, hàng chuẩn. Vâng, em chỉ mở ra thôi chứ cũng chưa dọn đâu ạ. Vâng, đây ạ, bát đây ạ, gân xốp còn nguyên vẫn còn rất là dai và mềm. Đây là gần chuẩn đấy ạ. Chưa làm gì đâu các bác nhé. Để vẫn còn bụi này. Đây mà dọn lại thì cực kỳ đẹp các bác nhé. Rồi thì đây là, đây thì là phía trước đây. Và bát đây em đã mở ra. Vâng, đây là phía trong phân tần đấy ạ. Vâng, có dơ le đấy ạ. Chở đấy ạ. Vâng, đây là hàng nguyên zin luôn các bác nhá. Đây là phía bên trong cái phân tần. Vâng, bác nào chơi hàng bãi nhiều các bác sẽ nhìn được đó là còn zin hay không ạ. Vâng, từ những cái phân tần, từ những cái từ những cái khóa từ vẫn còn nguyên, và từ những gân xốp, từ những màng bát vẫn còn nguyên thì các bác nhá. Bao zin cho các bác luôn ạ. Vâng, bây giờ em cho nhạc con đi để chúng ta cùng trải nghiệm một đoạn nhạc ạ. Vâng, để nói so sánh những dòng bãi bắt nhau, dòng bát 30 này nó là vô đối luôn ạ. Nghe cực kỳ sâu. Vâng, gồm một bát, hai chép và hai chung ạ.
Đâu bên em về rất là ít các bác nhá. Đây là hàng còn nguyên, nguyên bản. Các bác nào muốn sở hữu thì hãy đăng ký nhanh. Để lại số điện thoại thì bên em sẽ tư vấn trực tiếp cho các bác. Vâng, nói về cái dòng bass tiếp theo này cũng không phải nói nhiều các bác ạ. Nghe chất âm là các bác đánh giá được. Nghe tiếng bass cực kỳ là chắc sâu. Và tiếng chép cực kỳ là tách bạch. Vừa về xong thì bên em cũng quay nhanh để giới thiệu đến các bác là bên em đã về cái dòng Patty Hill PA 12 dòng Bass 30. Rồi sau đây em xin phép được dừng video và cảm ơn tất cả các bác mọi miền Tổ quốc đã xem video của DK Audio. Còn cuối cùng thì em chúc tất cả các bác mọi miền Tổ quốc sức khỏe và luôn thành công ạ.